Vị Bồ Tát kỳ quái nhất trong Tây Du Ký nguyên bản đã từng là một ngạ quỷ ở địa ngục, ngay cả Như Lai cũng phải sợ hãi. Bà là vị Bồ Tát đáng sợ nhất trong nguyên tác Tây Du Ký, từng là hóa thân của ngạ quỷ trong địa ngục và sống bằng cách ăn thịt người. Nhưng cuối cùng, bà lại có thể tu thành cả Phật và Đạo giáo, rèn luyện được thần thông cao nhất đến mức ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng phải ba phần kinh nể. Vậy vị thần bí ẩn này thực sự là ai? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Vị thần ẩn giấu trong Tây Du Ký. Có quan điểm cho rằng trong nguyên tác của Tây Du Ký thì Tôn Ngộ Không mặc dù có sức chiến đấu vô song nhưng cũng không phải là vô địch thiên hạ. Trong nhiều tình huống cụ thể, Tôn Ngộ Không cũng bất lực trước một số yêu quái, chỉ có thể cầu cứu khắp nơi. Ví dụ trong chương 72 nguyên tác mang tên Động Bảng Tư, Thất Tinh Bắt Dãi, Suối Chặt Cấu, Bắt Giới Khuế Yêu, Tôn Ngộ Không đã bị một con yêu tinh làm cho bối rối. Bảy con nhện tại động thực ra không phải là điều làm cho đại đệ tử Đường Tăng phải bận tâm, mà nguyên nhân thật sự gây khó dễ cho hắn chính là vị đại tiên đạo giáo ở phía sau những yêu quái này, tức là con rết ngàn chân ở Hoàng Hoa Quán. Con rết tinh này có pháp lực rất mạnh mẽ, ngoài ra còn có kiến thức sâu sắc về thuật luyện đan. Đặc biệt, những con mắt khô trên cơ thể nó có khả năng phát ra xương độc và ánh sáng vàng, khiến ngay cả Tôn Ngộ Không cũng phải bó tay. Con rết ngàn chân có nhiều điểm khác biệt với các yêu quái khác trong Tây Du Ký, bởi nó là một trong số ít yêu quái không ăn thịt Đường Tăng mà lại trực tiếp đầu độc. Điều thú vị này đã chỉ ra hai khả năng. Đầu tiên, có thể con rết tinh này không biết Đường Tăng là ai, chỉ đơn giản là báo thù cho sư muội và muốn giết Đường Tăng, mà hoàn toàn không biết rằng ăn thịt của người này có thể giúp nó trường thọ. Nhưng trên thực tế, tất cả các yêu tinh nhện, em gái của rết tinh đều biết bí mật trường thọ này, vậy nên khả năng đầu tiên rất khó xảy ra. Khả năng thứ hai là hắn đã biết Đường Tăng mang trọng trách thu thập kinh điển Phật giáo, nhưng lại không đủ thế lực để hành động dứt khoát mạnh mẽ. Hắn chỉ dám đặt bẫy mà không dám mơ tưởng đến thịt Đường Tăng. Việc hạ độc nhóm thầy trò Đường Tăng tương tự như đang tận dụng tối đa cơ hội để phô bày sức mạnh của bản thân, tạo dựng tên tuổi trong yêu giới. Nhưng mặc cho mục đích của giết tinh là gì thì không thể không nói rằng tên yêu quái này vẫn có chút bản lĩnh. Tôn Ngộ Không mặc dù bất lực nhưng vẫn gấp gáp cứu sư phụ mình. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Ngộ Không đã tình cờ gặp Lê Sơn Lão Mẫu. Lê Sơn Lão Mẫu là một vị thần có ảnh hưởng lớn, không chỉ xuất hiện trong Tây Du Ký, mà câu chuyện của bà còn trải qua nhiều thời đại. Bà là một nữ anh hùng nổi tiếng trong lịch sử. Nhiều nữ anh hùng nổi tiếng như Phản Lê Huê, Trung Vô Diệm, Mộc Quế Anh và nhiều nhân vật khác đều được dân gian cho là đệ tử của Lê Sơn Lão Mẫu. Theo truyền thuyết, Lê Sơn Lão Mẫu chính là hóa thân của nữ oa Nương Nương. Sau khi gặp Lê Sơn Lão Mẫu, Tôn Ngộ Không nghĩ rằng có thể nhờ bà giúp đỡ, nhưng Lê Sơn Lão Mẫu không hề can thiệp mà lại giới thiệu cho hắn một vị Bồ Tát là Bì Lan Bà. Bì Lan Bà được nhắc đến trong hồi thứ 73 của Tây Du Ký, ở một nơi xa hàng nghìn dặm có núi Tử Vân là nơi Bì Lan Bà ẩn cư. Điều kỳ lạ là khi Lê Sơn Lão Mẫu chỉ đường cho Tôn Ngộ Không, bà đặc biệt dặn dò không được nói rằng đã nhận được chỉ dẫn từ bà, bởi vì Bì Lan Bà không thích bị quấy rầy. Nhưng rõ ràng đây chỉ là một cái cớ. Sau khi nhận được chỉ dẫn, Tôn Ngộ Không tốn không ít công sức, cuối cùng đã tìm thấy Bì Lan Bà trong động Thiên Hoa. Vậy tại sao Lê Sơn Lão Mẫu không cho phép Tôn Ngộ Không nhắc đến danh hiệu của bà? Có một cách giải thích là động Thiên Hoa không phải là đạo tràng của Bì Lan Bà, mà chỉ là nơi ẩn cư. Đạo tràng của bà rất có thể nằm ở Hoàng Hoa Quán, và chỉ sau khi bà rời đi thì nơi đó mới bị giết tinh chiếm giữ. Từ tên gọi của hai địa điểm có thể thấy, Bì Lan Bà rất thích hoa. Việc dùng hoa để luyện đan, bảo chế thuốc cũng là một trong những thần thông của bà. Còn giết tinh rất có thể chỉ học lén được phương pháp luyện đan của Bì Lan Bà để có được trình độ như vậy. Nó cũng xem như là một trong những đệ tử của Bì Lan Bà. Khi giết tinh muốn luyện đan, đương nhiên cũng cần nhiều loại hoa thuốc, nên đám nhện tinh thường xuyên thu thập cho hắn các loại hoa thuốc. Sau khi cứu được Đường Tăng cùng những người khác, Bì Lan Bà thấy họ bị trúng độc nhưng không hề lo lắng
mà ngược lại, bà lập tức lấy ra thuốc giải độc. Loại độc này do giết tinh điều chế kỹ lưỡng, thuốc giải thông thường chắc chắn không có tác dụng. Thế nhưng thuốc giải của Bí Lan Bà lại có hiệu quả ngay lập tức. Liệu có khả năng loại độc này thực sự do Bí Lan Bà đã nghiên cứu ra hay không? Nếu tiếp tục theo hướng suy nghĩ này thì vấn đề đặt ra là tại sao bà lại không ở trong đạo tràng Hoàng Hoa mà lại chọn sống ẩn tật trong động Thiên Hoa? Thực ra việc này có liên quan đến Như Lai Phật Tổ. Trong nguyên tắc Tây Du Ký, Bồ Tát Bí Lan Bà có nguồn gốc bí ẩn nhất thực sự đáng sợ đến mức nào? Tại sao có người lại cho rằng địa vị của bà có thể còn cao hơn cả Quan Âm Bồ Tát? Sức mạnh của Bí Lan Bà. Như đã đề cập trước đó, sức mạnh của Lê Sơn Lão Mẫu là điều không thể bàn cãi, nhưng ngay cả bà cũng không muốn đắc tội với Bí Lan Bà. Vì vậy, đã không cho Tôn Ngộ Không tiết lộ rằng chính bà là người chỉ dẫn. Thực ra Bí Lan Bà ban đầu là một nữ quỷ nằm trong số 10 ác quỷ lớn nhất của địa ngục. Nữ quỷ được hiểu là những ác quỷ ăn thịt người, có khả năng bay bổng và lẩn trốn dưới mặt đất. Hình ảnh của nữ quỷ nhanh nhẹn như gió, lại hết sức quyến rũ, trong khi quỷ nam thì lại vô cùng xấu xí. Sau này khi Đức Phật truyền đạo, Ngài đã chuẩn bị giáo hóa những ác quỷ này. Tuy nhiên, Đức Phật ở đây không phải là Như Lai mà là một vị Phật lớn trước đó. Phần lớn các ác quỷ đã từ chối được cứu độ và cuối cùng chỉ có Bí Lan Bà là vẫn tồn tại sau khi bị Đức Phật tiêu diệt. Trong sự cảm hóa của Đại Pháp, bà đã cảm nhận được ý nghĩa của Phật giáo, thực sự buông bỏ đồ đao, trở thành một vị Bồ Tát có địa vị rất cao. Trong Phật giáo, để có thể trở thành Phật hay Bồ Tát chỉ có hai con đường. Một là dần dần giác ngộ và hai là lập tức giác ngộ. Con đường đầu tiên là trải qua hàng triệu năm tu hành khổ hạnh, cuối cùng giác ngộ Phật Pháp và đạt được quả vị. Con đường thứ hai là dựa vào duyên phận để giác ngộ. Ngay cả khi người đó trước đây đã làm nhiều điều ác, nhưng chỉ cần họ thực sự hiểu được chân lý của Phật, họ cũng có thể lập tức thành Phật. Mặc dù phương pháp thứ hai có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại khó khăn hơn rất nhiều. Đức Phật đã cứu độ rất nhiều người, trong số đó có người có thể lập tức thành Phật thì lại rất hiếm. Từ đó có thể thấy, mức độ hiểu biết của Bí Lan Bà là rất cao. Một khi những người này không thể giác ngộ và lại phạm phải nhiều tội lỗi, cuối cùng họ chỉ có thể chịu kết cục bị tiêu diệt. Ban đầu, Bí Lan Bà học về pháp thuật đạo giáo, nhưng sau khi giác ngộ thành Phật, Phật Pháp trong bà phát triển mạnh mẽ, nên Bí Lan Bà trở thành một đấng mạnh mẽ của cả Phật giáo và đạo giáo. Mặc dù vậy, so với Như Lai Phật Tổ, bà vẫn còn kém hơn một chút. Sau khi thành Phật, Bí Lan Bà thường xuyên đến Linh Sơn để nghe giảng. Nhưng nhiều tiểu tăng ở Linh Sơn lại xem thường Bí Lan Bà, cho rằng bà đã từng phạm nhiều tội lỗi nặng nề, nên thường có thái độ khinh miệt và chế giễu. Sau này, trong các buổi thuyết pháp, Như Lai Phật Tổ cũng nhiều lần có những lời làm tổn thương, khiến bà quyết định rời khỏi Linh Sơn và thề rằng sẽ không trở lại nơi này trong suốt cuộc đời mình. Nhưng liệu Như Lai Phật Tổ có yên tâm về khả năng của Bí Lan Bà hay không? Như vậy thì lý do Bí Lan Bà ẩn dật ở Động Thiên Hoa cũng đã rõ. Tuy nhiên, dù có ẩn dật suốt 300 năm, bà vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Linh Sơn. Vào thời điểm đó, tại Linh Sơn có một con bọ cạp tinh. Như Lai Phật Tổ thấy con bọ cạp tinh mỗi ngày đều nghe thuyết pháp, liền đưa tay ra chạm vào nó. Không ngờ, bọ cạp phản ứng rất mạnh, trực tiếp đốt bị thương Như Lai rồi trốn thoát. Ngài đã phái Kim Cang đi bắt con bọ cạp tinh, nhưng Kim Cang biết giữa Như Lai và bọ cạp tinh có mối quan hệ gì đó, nên không dám thật sự ra tay. Trong hồi thứ 54 của Tây Du Ký, thầy trò Đường Tăng đi qua Nữ Nhi Quốc đã chạm trán với bọ cạp tinh. Đến Quan Âm Bồ Tát cũng nói rằng mình không thể đụng đến bọ cạp tinh. Liệu điều này có liên quan gì đến Như Lai Phật Tổ hay không? Quan Âm Bồ Tát đã hướng dẫn Tôn Ngộ Không đi tìm Mão Nhật Khê Tinh Quân. Vì Mão Nhật Khê Tinh Quân là một con gà nên có thể khắc chế bọ cạp tinh. Một điều trùng hợp là mẹ của Mão Nhật Khê Tinh Quân chính là Bí Lan Bà. Vậy nên, việc Bí Lan Bà xuất hiện trong hồi 74 là do Tôn Ngộ Không tìm đến hay bà chủ động bày mưu lộ diện cũng khó mà nói rõ. Vậy mối quan hệ giữa Bí Lan Bà và Diết Tinh còn có những câu chuyện nào khác nữa? Bí Lan Bà, một vị Bồ Tát kỳ quái, lại là hiện thân của ma đói địa ngục có địa vị cao hơn cả Bồ Tát Quan Âm. Trong khi đó, mối quan hệ của Bí Lan Bà với Diết Tinh thực sự không đơn giản như chúng ta đã thấy. Những câu chuyện ẩn giấu trong Tây Du Ký. Chúng ta đều biết trong thiên giới không được phép yêu đương.
Nhưng Bì Lan bà lại có con trai là Mão Nhật Kê Tinh Quân. Hơn nữa, con trai bà còn giữ chức vụ trong thiên đình. Những ai hiểu biết chút ít về Tây Du Ký nguyên tắc sẽ biết, Phật giáo và Đạo giáo tuy bề ngoài hòa hợp, nhưng thực chất lại là mối quan hệ cạnh tranh. Bì Lan bà trước đây từng là người của Linh Sơn, nhưng mối quan hệ với thiên đình vẫn không rõ ràng. Bà cũng tu luyện cả Phật và Đạo, nên địa vị của bà rất khó xác định. Nhiều người tò mò về chồng của Bì Lan bà là ai. Thực ra Bì Lan bà không có chồng, bà có thể sinh ra Mão Nhật Kê Tinh Quân là nhờ cảm nhận được năng lượng giao hòa giữa trời đất. Điều này giống như việc Phượng Hoàng sinh ra Công và Đại Bàng, cũng đều nhờ ảnh hưởng của khí giao hòa giữa trời đất mà được thai nghén. Vậy câu chuyện về mối quan hệ giữa Bì Lan bà và Diết Tinh là gì? Chúng ta đã nói trước đó, Bì Lan bà bắt đầu tu luyện tại Hoàng Hoa Quán, còn Diết Tinh thường xuyên đến đạo tràng để xem Bì Lan bà tu luyện và luyện đan dược. Cũng nhờ đó mà nó tu luyện thành tinh. Sau này khi Bì Lan bà đến Động Thiên Hoa để ẩn cư, Diết Tinh đã chiếm lấy chỗ bà ta. Vì vậy ở mức độ nào đó có thể nói, Diết Tinh là đệ tử của Bì Lan bà, mặc dù chỉ là học lén. Bì Lan bà đã giúp Tôn Ngộ Không chế ngự Diết Tinh, nhưng khi bắt giới muốn giết nó thì bà lại ngăn cản. Bì Lan bà nói rằng mình đang cần một người canh giữ nên muốn thu nhận Diết Tinh. Câu nói này thực sự có hai cách hiểu. Thứ nhất, Bì Lan bà có thể vì mối duyên thầy trò nên muốn giữ mạng sống của Diết Tinh. Cách hiểu thứ hai là bà thật sự đang chuẩn bị phòng bị đối với sự tấn công của Linh Sơn. Bì Lan bà đã ẩn mình trong Động Thiên Hoa 300 năm. Biết được nơi bà ẩn náu chỉ có rất ít người. Nhưng Tôn Ngộ Không không biết dưới sự chỉ dẫn của ai mà biết được nơi bà ẩn náu. Sau này trong quá trình tu luyện, người từ Linh Sơn dễ dàng đột nhập thì đó là một vấn đề lớn. Nếu như có thể để con trùng độc giữ cổng núi, đó chắc chắn là một trợ thủ vô cùng hiệu quả. Diết Tinh có một khả năng phát ra ánh sáng vàng mà ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không thể xuyên qua. Tôn Ngộ Không lúc quấy rối ở thiên cung khiến các bậc thần tiên hoàn toàn bó tay. Nhưng khi đối mặt với ánh sáng vàng, hắn lại bị cái ánh sáng đó làm cho đau đầu. Qua đó có thể thấy, khả năng điều khiển ánh sáng vàng này là vô song trên thế gian. Rất có thể, Bì Lan bà đã nhìn thấy điểm này của Diết Tinh, nên muốn mang nó về nhà để giữ cửa. Lần này, bà đã lộ diện, có lẽ sẽ gặp càng nhiều phiền phức hơn. Cho dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng bị quấy rầy mỗi ngày cũng thật sự rất phiền phức. Bạn nghĩ gì về nhân vật Bì Lan bà? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.